Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn khai thác một cái dự án mới nha các bạn. Đó là dự án Seno Network nha. Đây là một cái mạng mới nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về dự án nha các bạn. Và đây là trang Twitter của dự án nha. Trang Twitter của dự án hiện tại có khoảng 8.4 nghìn người theo dõi nha các bạn. Thì nó ghi là các bạn này xây dựng cộng đồng thế hệ tiếp theo cho Web3, tham gia cách mạng tải xuống ứng dụng của chúng tôi để bắt đầu khai thác Seno miễn phí nè. Thì trang Twitter tham gia vào tháng 11 năm 2023 nha các bạn. Rồi và đây là cái thông báo mới nhất của nó nè các bạn nè. Đó là phiên bản dành cho iOS sắp ra mắt nè. Rồi cửa sổ bật lên để mà tương tác, tham quan ứng dụng sau khi đăng ký, tăng tốc độ khai thác, tính năng thay đổi ngôn ngữ nè, cập nhật hồ sơ và email nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào trang chủ của dự án để tìm hiểu về dự án nha các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ sinh thái của nó nè. Nó bao gồm mà cái cổng thanh toán Seno Pay nè. Rồi tài sản kỹ thuật số đó là cái ví Seno nè, rồi trao đổi Seno nè, phát triển hệ sinh thái Seno Lab nè, chuỗi khối đó là chuỗi Seno nè, mã thông báo đó là Seno Coin nha các bạn. Có thể thấy thì hệ sinh thái của thằng Seno này khá là đa dạng nha các bạn. Có ví nè, có cổng thanh toán nè, có sàn giao dịch nè, có đó là Seno Lab nữa nè các bạn nè. Và đây trong sách trắng của nó cũng ghi rõ nè các bạn nè, đó là Seno Pay nè, Seno Wallet nè và Seno Exchange nha. Rồi thì cái tổng cung của nó nè các bạn nè, đó là 8 tỷ cái đồng, đó là XCN nha, tức là cái đồng Seno nè, 8 tỷ nha các bạn. Đây là mạng đó là cái tên là Seno Coin nè, đó là viết tắt là XCN nè, mạng là mạng Seno Network nè. Rồi thì đây là cái phân bổ token Nomix của nó nha các bạn. Cộng đồng mà khai thác miễn phí và tiện rep nè là 55% nha. Rồi đó là sàn giao dịch nè. Sàn giao dịch và thanh khoản nè là 10%. Rồi những người chạy nốt nè là 10% nè, sẽ tắt kênh 5% nè. Đấy. Nói chung các bạn biết là chúng ta khai thác miễn phí là 55% nha. 55% là khoảng 4,4 tỷ nha, tỷ cái đồng Seno nha. Thì đây là một con số tương đối ổn nha các bạn. Còn phía bên dưới này nó có những cái đợt halving nè các bạn này, tức là những cái đợt giảm tốc độ khai thác một nửa nha. Thì khi mà nó đạt 200.000 người đăng ký khai thác á, thì nó sẽ giảm còn 0.125 cái đồng Seno cho một giờ nè. Khi nó đạt 500.000 á, nó cũng sẽ giảm xuống một nửa nè. Rồi nó đạt mà 1 triệu người dùng, nó sẽ giảm xuống một nửa nè. Và đợt halving thứ tư là 3 triệu người, nó sẽ giảm xuống một nửa nha các bạn. Và đây là cái lộ trình của nó. Lộ trình của nó thì nó không có ghi thời gian cụ thể các bạn. Chúng ta đang ở cái lộ trình thứ hai nè, đó là chúng ta khai thác này các bạn nè. Đấy. Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau đăng ký khai thác nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào cái phần đường link bên dưới phần bình luận nha, để mà tải ứng dụng về nha các bạn. Tải ứng dụng và cài đặt nha. Sau khi mà cài đặt thì các bạn mở ứng dụng chúng ta lên nha. Ở đây có chữ Create New Account nè, các bạn bấm vào nha. Rồi tại đây thì chúng ta điền những cái thông tin để mà đăng ký nha. Đây là first name nè. Thì các bạn điền đó là họ các bạn nha. Rồi cái này là last name, các bạn điền tên nha. Các bạn viết có dấu hay không dấu đều được nha. Rồi ở đây đó là cái nickname của các bạn. Các bạn viết liền không dấu nha. Cái tên username của các bạn đó. Cũng như là cái mã mời của các bạn đó. Để các bạn đi mời bạn bè đó. Rồi cái này để các bạn nhập địa chỉ email nha. Còn ở bên đây thì các bạn chọn quốc gia nha. Các bạn bấm vào, các bạn kéo hết xuống dưới, các bạn chọn Việt Nam cho mình nha. Việt Nam là ở số 84 nha. Rồi tiếp theo đó là cái ô này các bạn điền mật khẩu nha. Ô bên dưới nữa các bạn xác nhận lại mật khẩu một lần nữa nha. Và cái ô này thì các bạn điền cái mã mời nha. Các bạn nhập cái mã mời của mình nha. Thì cái mã mời của mình để bên dưới phòng bình luận nha, cũng như là đang hiện trên màn hình nha. Rồi các bạn bấm vào ô tôi đồng ý với các điều khoản. Rồi các bạn bấm Create Your Account nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng ký xong nha. Bây giờ nó sẽ chuyển các bạn sang sign in nè, tức là đăng nhập nha các bạn. Các bạn nhập email nè hoặc là username, rồi các bạn nhập mật khẩu để mà đăng nhập nha. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công nha các bạn. Thì ở đây có cái Star Mining nè, các bạn cứ việc bấm Star Mining nó sẽ tự động khai thác nha các bạn. Rồi khai thác thằng này cũng khá đơn giản các bạn, cơ chế là sau 24 giờ vào bấm khai thác một lần nha. Tốc độ khai thác cơ bản hiện tại là 0.125 cái đồng Seno trên 1 giờ nha các bạn. Còn các bạn có thể bấm vào bên dưới nè, có cái nút này, các bạn bấm vào để mà lấy cái đường link nè. Các bạn có thể copy cái mã mời của các bạn có thể bấm vào nút share nè, để mà đi mời bạn bè để tăng tốc độ khai thác nha các bạn. Rồi những chức năng còn lại như airdrop nè, hiện tại là nó đang commission nha, đang trong giai đoạn phát triển nha các bạn. Rồi đây là bạn bè của các bạn nè, bấm vào. Đấy, bạn bè của các bạn nó sẽ hiển thị ở đây nha. Rồi rồi đây là cái phần trang cá nhân nha, trang cá nhân của các bạn có thể thay đổi mật khẩu nè. Đây, thay đổi mật khẩu nha, nói chung trang cá nhân cũng không có gì đâu các bạn có thể tải ảnh lên nha.
Đấy, nói chung thằng này thì mining nè, các bạn hiện tại bấm vào cái phần mining nè, cứ sau 24 giờ các bạn vào bấm khai thác một lần và các bạn đi mời bạn bè để mà tăng tốc độ khai thác nha. Còn bên dưới đây là sách trắng này, các bạn có thể bấm vào để mà đọc sách trắng nha các bạn. Rồi, và cái đường link đăng ký cũng như cái mã mời của mình để bên dưới phần bình luận nha. Các bạn có thể click vào để mà đăng ký khai thác nha các bạn. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.